Nợ hồ đồ. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 16 tháng 6 năm 1980. Đời nay, mỗi người được trở thành bà con quyến thuộc với nhau, ắt hẳn đời trước đã có nhân duyên với nhau. Mỗi người có hình dáng không giống nhau thì nhân quả cũng khác nhau. Mỗi người thiếu nợ kẻ khác từ bao đời nay cũng không giống nhau. Con người thiếu quá nhiều nợ, đến đời này trả mãi không hết, nên nói nợ cao như núi. Đó cũng là núi nghiệp chướng. Núi ấy ngày càng cao lớn, ngày càng sâu dày. Nợ nần chồng chất, rối rắm vô ngần, chẳng sao gỡ sạch. Đó là vì duyên cớ gì? Vì là ngày trước họ đem tiền cho vay, tính lời quá cao, họ lấy lời cắt cổ. Thật là lòng tham không đáy. Họ nghĩ rằng mình được lời to, nào ngờ kết quả là mình chịu thua lỗ, vì nghiệp chướng của họ ngày thêm sâu dày, đến độ cuối cùng họ chẳng sao rút chân ra đặng. Con người thiếu nợ là phải làm cha, con người thiếu nợ là phải làm mẹ, con người thiếu nợ là phải làm chồng, làm vợ, hoặc phải làm con gái, hoặc phải làm con trai. Nên nói, cha mẹ đói khát là nợ luân thường. Không biết là bao nhân duyên hội họp để khiến vận mạng ngày nay của chúng ta an bài như vậy. Nhưng đa số người ta vì không hiểu rõ mọi sự trên đời vốn có tiền nhân hậu quả, khó trốn tránh định nghiệp, nên có khi họ không chịu nhận nợ này, nghĩ rằng có thể quỵt nợ chẳng trả. Rõ ràng là thiếu nợ, song không chịu thừa nhận. Cũng chính vì có những kẻ không biết điều như vậy, nên thế giới mới đầy chuyện rắc rối. Bạn có rắc rối của bạn, tôi có phiền phức của tôi, họ có phiền não của họ. Ai cũng có nhân quả tạp nhạp, thiện ác xen lẫn, rối rắm chằng chịt. Nếu ngẫu nhiên gặp được Phật giáo, nghe được Phật lý thì mới hiểu chút ít. Tuy rằng hôm nay hiểu rõ, ngày mai lại hồ đồ mê muội, rồi ngày mốt sáng suốt, xong ngày kế đó lại thành mê muội. Thế là đưa đến tình trạng lúc thì sáng trí, khi thì ngu đần. Lúc hồ đồ thì chẳng nghĩ đến tu hành, lúc sáng suốt thì nghĩ đến tu đạo. Nhưng thời gian tu trì thì ngắn ngủi, mà thời gian mê muội thì quá nhiều. Vì vậy, thành quả do tu hành chẳng thể bằng cái tổn thất do ngu muội. Trí huệ ngày càng sa sút mà u mê ngày càng gia tăng. Rồi do sự thôi thúc của vô minh, họ làm không biết bao là chuyện mê muội. Khi tâm mờ mịt thì sẽ dẫn tới thân mê muội luôn. Khi lòng khởi dậy tham sân si thì thân sẽ phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó chính là những trương mục nợ nần mê muội không thể nào thanh toán cho sạch. Vì vậy trong gia đình thân quyến có lúc bất hòa, ví như cha con bất hòa, mẹ con tranh chấp, vợ chồng cãi lẫy, anh em tranh chấp, chị em gây lộn, đủ thứ chuyện rắc rối. Chuyện đã như vậy, song họ chẳng ai thừa nhận, chẳng chịu thấy đây là nợ nần, mà ngược lại cảm thấy mình bị thiệt thòi. Kỳ thật, những việc trên xảy ra đều là do trước kia gieo nhân xấu, nay gặt phải quả khổ. Trước kia gieo nhân gì, nay gặt quả đó là vậy, có gì đâu mà phải oán hận. Nên có câu rằng, kẻ biết mệnh trời thì không đứng dưới bức tường nghiêng đổ. Y không trách trời, không đổ lỗi cho người khác. Y biết hạ mình để học hỏi và nâng cao đạo đức để tiến lên. Người tu trước tiên phải hiểu lý nhân quả, không nên gieo nhân một cách bừa bãi, mà phải trồng nhân thanh tịnh. Nếu chuyện gì hợp với đạo lý thì mình tiến tới, không hợp đạo thì lùi lại. Không nên mờ mịt việc thiện ác, khiến chúng rối rắm chẳng rõ. Cũng không để chuyện đúng sai lẫn lộn chẳng rành. Một khi mình đã phân biệt được trắng đen, chân giả,
thì phải nhân đó mà phản bổn hoàn nguyên, trở về với bản thể thanh tịnh, bản tánh chân như màu nhiệm. 12 nhân duyên. Trích trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Kệ, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng. 12 nhân duyên cho chúng ta biết đạo lý con người chúng ta được thọ sanh như thế nào và chết sẽ ra làm sao. Không may vì người đời không hiểu rõ nên đã có những hành vi tạo thành những tác dụng ngược lại. Kết quả là những vấn đề rắc rối của họ càng ngày càng lớn hơn, thậm chí họ đã mang thai. Lúc đó, thay vì cho đứa bé ra đời, họ lại phá thai khi thai nhi chỉ mới được vài tháng. Một đoạn trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Không vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không già chết cũng không có hết già và chết. Vô vô minh, diệt vô vô minh tận, đại chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Là nói đến 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là lý do con người ở trong chu kỳ sanh tử bất tận. Chuỗi 12 nhân duyên bao gồm vô minh duyên, tạo điều kiện cho hành, hành động. Hành duyên cho thức, thức là duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, tức là sáu giác quan. Lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ưa thích ham muốn. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Vô minh là gì? Vô minh là sự thiếu hiểu biết. Trong ngôn ngữ hàng ngày thì gọi là bị mê lầm, nghĩa là quý vị không hiểu rõ đạo lý. Vì quý vị bị mê lầm và không hiểu rõ nên mới có những hành vi sai lầm. Thế nào là hành vi sai lầm? Tức là quý vị làm những điều mà đáng lý không nên làm. Hành vi sai lầm này đưa đến nhận thức hư vọng. Nhận thức hư vọng dẫn đến sự mê lầm danh và sắc. Mê lầm danh sắc đưa đến mê lầm lục nhập. Bởi con người có sáu giác quan, dữ kiện bên ngoài đưa vào thức qua sáu giác quan này. Từ lầm lẫn thâu nhận của giác quan khởi sanh mê lầm tiếp xúc. Khi có mê lầm tiếp xúc thì người ta có sự mê lầm về thọ. Từ mê lầm thọ sanh ra mê lầm yêu thương hay ham muốn. Từ mê lầm ham muốn nảy sinh mê lầm nắm bắt. Một khi có mê lầm nắm bắt thì có mê lầm chiếm hữu. Mê lầm chiếm hữu tức là được. Vì được một cách mê lầm nên người ta mới có sanh. Từ sanh mà có già và chết. Những nhân duyên này khởi đầu từ vô minh hay mê lầm. Vì con người mê lầm từ đầu và mê lầm cho đến cuối, thế nên cả đời họ đều bị mê lầm, rồi kéo theo sự mê lầm trôi lăn từ đời này đến đời kế, và đến đời kế họ vẫn lầm mê. 12 nhân duyên bắt đầu từ trạng thái tâm mê muội và giải thích nguyên nhân làm chúng ta mê muội. Tiếc thay, phàm phu thường không hiểu được đạo lý này. Thật ra 12 nhân duyên dạy chúng ta đạo lý con người chúng ta được thọ sanh như thế nào và sẽ chết ra làm sao. Các dục vọng của con người, dù đó là ham muốn về thức ăn hay tình dục, do đâu mà ra? Tất cả đều là sản phẩm của vô minh. Vô minh chỉ là một tên khác của mê lầm. Khi niệm vô minh phát khởi, một mong muốn hành động liền theo sau. Vì có vô minh nên có sinh hoạt tình dục. Những sinh hoạt tình dục mê lầm bắt nguồn từ trạng thái bị mê lầm. Đây là vô minh duyên hành. Khi có hoạt động mê lầm thì ý thức mê lầm khởi sanh và khởi sự tạo nên sự phân biệt mê lầm. Ý thức này còn được gọi là thân trung ấm.
là thân hiện hữu trong khoảng giữa từ lúc chết đến khi có thân kế tiếp. Khi người đàn ông và đàn bà quan hệ tình dục, nếu thân trung ấm này có những nhân duyên liên hệ gia đình với hai người này, thì thân trung ấm này sẽ tìm cách sanh trở lại làm con của họ. Mối duyên ràng buộc giữa ý thức của thân trung ấm và hai người đang quan hệ tình dục đó mạnh đến nỗi dù xa cả hàng ngàn hay hàng vạn dặm, và dù chỉ có một đốm sáng nhỏ nhoi phát ra bởi lúc hai người quan hệ tình dục, thân trung ấm sẽ thấy ánh sáng đó và sẽ đến chỗ hai người đó để đầu thai và trở thành bào thai trong lòng mẹ. Do đó nói rằng hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Câu này có nghĩa khi bào thai trở nên hiện hữu thì có danh xưng và hình tướng. Danh chỉ bốn uẩn: thọ, tưởng, hành, thức, trong khi sắc là nói đến sắc uẩn. Bốn trong năm uẩn kể trên hiện hữu từ lúc trong lòng mẹ, nhưng chỉ là những danh xưng, chưa thành hình. Khi hài nhi được sinh ra, tất cả năm uẩn, tức là danh và sắc đều đầy đủ, thì liền có lục nhập. Sáu giác quan để cảm nhận: mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc giác và ý. Đây gọi là danh sắc duyên lục nhập. Sáu cơ quan cảm nhận này cùng với sáu đối tượng của cảm nhận: hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác xúc chạm và đối tượng tâm thức, là khởi sanh ý thức về cái thấy, cái nghe, mùi, vị, xúc chạm và ý nghĩ. Khi tất cả sáu cơ quan cảm nhận hiện hữu đầy đủ, đứa bé bắt đầu biết liên hệ tiếp xúc với ngoại cảnh. Vì thế nói, lục nhập duyên xúc. Sau khi có sự tiếp xúc, đứa bé bắt đầu có cảm giác thọ nhận tiếp xúc. Vì thế, xúc duyên thọ. Khi có cảm thọ, lòng yêu thích phát khởi, như là ưa thích hoàn cảnh vui sướng dễ chịu và ghét hoàn cảnh không vừa ý. Vì thế, thọ duyên ái, ưa thích. Sau khi sự ưa thích khởi sanh, đứa bé mong muốn nắm bắt những gì nó thích. Vì thế, ái duyên thủ, nắm bắt. Sau đó là chiếm hữu cái mình ham muốn, vì thế gọi là thủ duyên hữu. Bước kế tiếp là hữu duyên sanh, nghĩa là do sự nắm bắt và bám chấp lại có sự tiếp tục tái sinh. Sau cùng, sanh duyên lão tử, già và chết. Sau khi sanh thì sẽ đến già và chết. Toàn bộ diễn tiến này là dòng xoay chuyển, lưu chuyển môn của 12 nhân duyên. Nếu không có vô minh thì sẽ như thế nào? Thì sẽ không có hành, hành động. Nói một cách khác, khi vô minh bị tiêu diệt thì hành bị tiêu diệt. Khi hành bị tiêu diệt thì thức bị tiêu diệt. Khi thức bị tiêu diệt thì danh sắc bị tiêu diệt. Khi danh sắc bị tiêu diệt thì lục nhập bị tiêu diệt. Khi lục nhập bị tiêu diệt thì xúc bị tiêu diệt. Khi xúc bị tiêu diệt thì thọ bị tiêu diệt. Khi thọ bị tiêu diệt thì ái bị tiêu diệt. Khi ái bị tiêu diệt thì thủ bị tiêu diệt. Khi thủ bị tiêu diệt thì hữu bị tiêu diệt. Khi hữu bị tiêu diệt thì sanh, lão và tử đều bị tiêu diệt. Đó là cách để chấm dứt chu kỳ hoàn diệt môn của 12 nhân duyên. Do đó mới nói rằng vô minh tận bổn tánh không, nghĩa là khi bổn tánh không thì không còn vô minh. Khi tất cả những liên hệ của 12 nhân duyên ngưng hiện hữu thì giống như bầu trời trong vắt xa thẳm vạn dặm, giống như ánh trăng dằn vặt phản chiếu trên mặt nước trong. Nếu quý vị thật sự hiểu thấu đáo 12 nhân duyên thì sẽ thấy giống như uống nước, thì quý vị sẽ tự mình biết được là nước đó nóng hay lạnh. Nếu quý vị không thật sự dụng công để tu hành và tỉnh ngộ, hiểu được đạo lý 12 nhân duyên thì thật vô dụng.
dù cho quý vị có nói rằng: "Ồ, 12 nhân duyên là tất cả đều không, không, không."